tối thui à. Trời mới 5 giờ mấy mà tối thui, 6 giờ rồi. Tối thui à. Giờ chạy qua nhà của Thím Quanh chú Bình ăn cơm. Nãy Thím Quanh nhắn tin ngủ qua ăn cơm. Sao để xe ngoài sân ngoài đường hết trơn vậy chú Bình? Chú Bình đang làm gì vậy? Đang làm gì trên đó hả? Đồ điện trên Thanh qua trên cái nhà nhậu kia không biết nữa. Anh Thanh anh đi đâu sáng giờ có biết đâu. Chú Bình dưỡng được hai cây mai ăn chơi Tết. Hai cây mai này chơi Tết được. Dọn dẹp hàng chi đậu xe ngoài đường. Điện cho nó qua ăn cho nó vui. Biết ổng gì không? Đâu chú Bình gọi thử đi. Gọi thử coi. Mấy đứa nhỏ nó qua đây chơi. Qua nhà của Thím Quanh chơi nè, Jennifer với Nai với Donald qua đây chơi. Ở qua nhà nó quậy banh nhà Thím Quanh luôn nè. Bài đồ chơi ra nè, coi nè. Qua chơi quậy cho Thím Quanh mệt luôn. Ủa? Trời ơi, nhớ mẹ không? Chết mẹ. Cơm với trứng không? Cơm với trứng cũng được đi. Trứng thôi chứ thôi. Là chi trứng không chứ thôi. Ăn trứng gà cũng được. Trứng gà đúng rồi, có tỏi. Có tỏi hả? Từ lúc này chúng có tỏi. Cái gì? Trứng gà đó em. Cái đồ trứng thịt đâu gọi đang nướng. Vậy hả? Thôi thì cho nó ăn cái đó. Ôi, coi Thím Quanh lo cho ăn kìa. Vậy hả? Thím Quanh lo cho ăn kìa, đã quá trời đã rồi. Làm thịt kho trứng hả? Có trứng với lại trứng gà đó chị. Đơn nào mắc cười quá. Ăn không được hành tỏi cái ngồi đó đợi. Chơi đã luôn à. This is really good. This is really good. It's bad. It tastes horrible. Go eat it. Thank you. Whatever you want to make. Because they like it. I don't know why it's bad. Yeah, they don't like it. It's actually a bad table. Try it, Jennifer. Cá khoai môn hả? Cái đó là măng khô á, măng khô gì đem đi qua đó. Ớt gà làm gì vậy? Ớt gà ướp gia vị xong cái con chảo rát với xíu dầu rồi thấy ngon quá. Ừ. Ta còn ta còn này mới qua mua sẵn. Bây giờ mình xài thịt bò nữa. Đi giờ cái này để đi. Sốt nè. Có ngoài sẵn là có còn đậu nữa. Có ngoài sẵn là có còn đậu nữa. Có ngoài sẵn nhớ mà mẹ bé trời nói bụng bé trong bụng mẹ. Ôi ôi vậy là có nha, bé trong bụng mẹ có à. Nha bé gì đã thấy bụng mẹ bự quá nó nói vậy. Thấy hủ tiêu quanh nhà không? Ừ, hủ có chua quanh nhìn hấp dẫn á. Này chán chua rồi đó, nó đục đục vậy là chua nè.
Món cơm đạm bạc. Món cơm đạm bạc, đậm chất Việt Nam luôn ha. Đậm chất tình quê hương Việt Nam. Có canh khoai, quê môn anh. Mình là quê môn. Như thế luôn kìa. Đó nào ăn một món một à. Đâu vậy mẹ ra. Hết dĩa luôn chứ còn hai miếng. Một miếng đáo mà. Cần lấy dít gì không? Bữa đi học cửa xíu à, không có học bự luôn á. Cần gì vậy ta? Cần... Lò qua nhìn ngon quá à. Đó, hiểu không? Thấy vậy? Chỉ lại nè, thấy không? Biết rồi, biết rồi. Vậy. Biết rồi, cái lỗ của nó vậy, để vô cái lỗ này. Rồi, biết rồi. Nó nhiên, sao, biết mấy số mấy à? 2030. 2030. 2032. Mà pin đó hả? 2032. Chìa khóa cái chút xíu. Mã pin cái pin của chìa khóa không? Cadillac. Mã pin chìa khóa hả? Dạ. 20. Ui da, nó cứng như ta. Nè 2032 nè. Cái này nó khổ luôn. Bên bữa ăn cái lê đó nó kêu mẹ còn nữa không? Ngon quá à. Ngon hả? Sao chị thấy ăn mấy nó làm ai biết mấy đứa nhỏ đồ ăn? Nó rồi. Nó thích ăn đó kìa. Mấy đứa nhỏ đồ ăn thôi. Dít thầy nhỏ có luôn. Đây nè. Dít nhỏ không dít đẹp đó. Nó không? Này còn 32 này ha. Đúng rồi nha. Đúng rồi sao. Đúng rồi sao sẵn luôn. Cái này ok. Này engine này cũng 2022 nhưng mà engine. Rồi. Chìa khóa Escalade Cadillac. Rồi, ra ngoài thử là coi. Trời ơi. Đợi nổ xuống coi. Ăn bánh nữa hả con? Bánh ngọt quá à.
rồi, nó cho lên thôi. Đi từ của nó là lâu hết trơn. Đang thử xem đi. Coi phim chẳng.